lâu lâu giờ ngủ nhà cửa gì đâu. Rồi anh hồi đó anh về anh ngủ thì anh thấy cái gì anh kể em nghe thử. Ở trong mà thì thấy nhưng mà chê cái thấy đâu chứ. Thấy cũng người to vậy chứ gì đâu. Dạ, thấy người to hả? Dạ. Là bụi tre hả? Dạ. Nó to khủng lồ vậy. Ghê thế à? To là to như thế nào anh? To lắm. To hơn cái nó to cao. Là cái khuôn mặt với hình dáng như thế nào? Mình không có thấy rõ được, mình thì thấy nó to lên. Có nghĩa là cao to quá mình rồi. Dạ đúng rồi. Lần sợ nhất là ở ngoài đó mệt người bị trúng gió đó, mưa thấy lần đó tôi sợ lần đó thôi chứ. Là cái lúc mà anh bị trúng gió là anh thấy cái lúc đó là anh thấy cái gì? Chạy ra qua đó, ôi mưa thấy đã chét. Cười đó, hả? Dạ. Cười hả? Bắt không, lật chạy vô nha. Ủa ghê trời. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên. Và ngày hôm nay thì được sự giới thiệu của nhóm em Tiên, anh Thanh và em Duyên có giới thiệu cho Nhân một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh của hai anh em sống với nhau mà có người thì bị tật nguyền, người thì khờ khạo, bố mẹ thì Nhân nghe loáng thoáng rằng là hình như là đã qua đời. Vì vậy mà ngày hôm nay khi mà có mặt tại tỉnh Phú Yên á, thì Nhân sẽ ghé thăm hai anh em xem thử là cuộc sống của hai anh em họ như thế nào và mình sẽ tìm hiểu câu chuyện và giúp đỡ một phần nào đó trong cuộc sống. Thì bây giờ Nhân mời cả nhà hãy cùng đồng hành video này để đến thăm hai anh em nhé. Dạ con chào bà. Dạ. À, thôi để bên này hết tội. Sao? À để bên đây hả? Ồ thấy thương quá vậy. Trời ơi. À thương quá ha. Thôi gửi không biết là em hay anh. À gửi cho em ít quà ngang. Giỏi quá ha. Ủa bà là bà của gì vậy? À gì? Gì ngồi đây con hỏi thăm gì xíu vậy? Em vô. Con biếu gì hộp dầu nha. Con gì cảm ơn con nha. Dạ. Không con gắn cái này lên con hỏi thăm gì. Dạ. Hai anh em á bây giờ hiện tại là ba mẹ đâu rồi gì? Ba mẹ chết hết rồi con à. Mẹ chết đây 15 năm, 16 năm. Còn ba nó chết đây 13 năm. Vì hầu còn trẻ là hầu gì coi như xéo máy là gì nuôi nó. Mẹ cha nó hết lâu rồi tớ. Mẹ cha mà đỡ vợ mình quay cơm á. Mình đầu một thời gian cái cha nó chết nó quay cơm cha nó nữa. Ồ, thêm lúc 3 năm, 2 năm nữa, 2 người là 6 năm, nổ hết tiền bạc hầu, lương nó thang, thang ra 18 như mấy con, lương kéo ra 18 này. Dù gì, dẫn cháu đi bên cái số thời gian 2 năm, cái bị tê như nó đau, nó bị xung cục nó, mẹ, ấy, giờ một thành là nuôi cháu không có được, cũng xuống giúp đỡ, đồ cháu rồi vậy, cháu còn không có mà tiền, mà số tiền mà nuôi con. Nuôi cháu, tạo gì không cháu không con không nhỏ do là mi thương cháu vậy chứ nếu mà có cháu có con này cháu nó con đang có cho nuôi đâu con ạ. Do con cũng nhờ các bạn, các anh nghe chị các nước ngoài rồi giúp đỡ cho cháu chứ gì giờ đầu khớp đi đâu có được. Dạ, dì ơi cho con hỏi rằng là hiện tại á là dì sống cùng với lại hai em hay là dì sống ở chỗ khác? Dì sống á là thời gian là mới ở tại nhà đây là năm hầu ở trên đó là 4 năm ở nhà dì. Rồi chiều dưới này á ở với em dâu rồi nó cũng nói tiếng nàng tiếng gì rồi vậy. Rồi cái dẫn với dưới này ở là nhà đây hầu mà quen từ năm xưa năm lâu. Nhà đây nhẹ là sao vậy dì? Dạ. Nhà đây nhẹ là sao? Ý là nhà đây hầu được kia là dì ở nhà dì nó dẫn là dì ở nhà dì vô lễ với bỏ nhà dì. Công minh gì vậy? À rồi con hiểu rồi, con hiểu. À dù giờ dù cái gì ở với em dâu ấy, con cháu dâu ấy gì cũng có chăm cả con ở cháu dâu cũng nói tiếng ngàn đó, nó tính hay la, cứ nghĩ cái chuyện là tất cả chuyện như vậy là nó la nó gan nó nói thằng này nó tức ấy, con nó nói đau đau đắp ép cái giận gì như này, thảo lắm con ơi. Dạ. Giận như này ở năm năm, ở gì ở sống trong cái tuổi nó năm năm, dù mới đây là nó có con nhỏ.
nó thôi giờ về giữ cho con nó cũng ở gần đây chứ cũng có xa. Dạ. Rồi giữ cho cháu nó đi làm em thì đỡ hai anh em này bên hôm tháng mười tới đây. Có nghĩa rằng là bây giờ hai anh em sẽ tự sống. Tự sống. À rồi tự nấu ăn, tự nấu, nấu ăn. Uống. Dạ. Tự nấu ăn, tự sống. Trời ơi. Chứ bây giờ gì vậy là về trên coi thằng cháu ấy, hầu nuôi nó hầu mới có 8 tuổi mà nay nó cũng được 40 tuổi mà nó có con. Dạ. Thì bây giờ nó phải giữ con cho nó cho nó đi làm ăn. Dạ. Thì cũng chạy lên chạy xuống cho cũng cái thằng ấy cũng ngày nào cũng xuống hết thôi. Rồi cho con hỏi là gì tên gì? Tên Nguyễn Thị Sen. À gì tên là Sen ha. Sen. Con đi từ ở đầu đường xuống cuối đường là làng mình Sen quá trời luôn à. Có phải vì điều đó mà bố mẹ đặt gì là Sen không? Hầu được kia là cha mẹ đặt tên là cây. Trời. Cây. Rồi giờ là lớn lên rồi cái tên Sen chứ không phải tên cây. Dạ. Tên cây là ớt cây à? Ờ, ớt cây. À, vậy là cho bố mẹ ăn ớt nhiều. Do nó bố mẹ hầu được kia hồi xưa mấy bà già đặt á, từ 7-8 cái con đứa thì tên mứt, đứa tên sâm. Bạn đào nhọn là chơi nhọn rồi tên mứt, sâm, rim, gừng, cây ngon. Đó, dù con im nó đây, mẹ nó là con đặt sao, mọc mà là mẹ khác cha. Mẹ khác cha, dạ. Mà mẹ khác cha. Trời. Mà đỡ hơn cái là về xuống mẹ thì không chào con, có chị nó chạy xuống với cháu được nghe con. Dạ. Có nghĩa rằng là lúc lúc trước lúc xưa là bố mẹ của hai cậu này á là qua đời. Cho nên á là căn nhà bỏ hoang. Đó. Sau đó là dì mang hai cậu này về trên đó nuôi. Đó. Nhưng mà sau một cái thời gian thì chung sống chung với gia đình thì là khó. Dẫn về với đây lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi bây giờ hai anh em sẽ tự bưng nấu ăn nấu uống. Nấu ăn nấu uống. Trời ơi. Rồi lâu lâu là gì hay lui tới vậy đó thôi. Tới là mở cỡ hôm tháng 10 đến đây thôi. Dạ. Hôm tháng 10 thôi nay. Vậy là cũng đã gần một năm rồi đó. Dạ. Gần một năm xa nó cũng gần một năm. Dạ. Cũng như chạy lên chạy xuống nhắc biểu. Dạ. Chứ còn nghĩ cứ nghĩ rằng là đưa cho nó tự nấu ăn rồi sau này gì có già thì nó biết nó dạ. Cho anh dạ. Rồi giờ trên gì cũng thể lên chạy xuống cái gì cũng có luôn dạ. Vậy thì gì cũng... chờ con xíu con hỏi thăm hai anh em xíu nghe. Ừ. cho mình hỏi thăm tí rồi đây con xíu lại đây con gắn này lên nha. Cho em hỏi thăm rằng là ai là anh và ai là em? Dạ ổng anh này em. Ổng là anh. Dạ. Còn đây là em. Dạ. Thì năm nay anh trai đó nhiêu tuổi rồi? Dạ 38 tuổi dân. Còn Dạ con em 36 tuổi thìn. À anh trai là 38. Dạ. Còn mình là 36. Dạ. Tuổi thìn hả? Dạ. Rồi hàng ngày á là ai sẽ là người nấu ăn? Dạ em đi lên quán đi chợ mua đồ về là nấu em. À tự lên quán. Dạ. Đi chợ rồi mua đồ về nấu ăn luôn. Dạ. À, rồi cuộc sống của hai anh em ở đây á, có gặp phải những cái gì khó khăn không? Dạ cũng nói chung thì cũng nhờ nhà nước tháng cũng được 1.80.000 đó lấy cái đó ra mình chi tiêu hàng ngày, nhím tiêu hàng ngày. À có nghĩa là trong số tiền đó là mình phải tiêu nó tằn tiện lại. Dạ, đúng rồi. Để cho nó đủ cái tháng đó. Dạ. À, với cái số tiền đó thì mình sử dụng vào cái việc là như là tiền điện tiền nước đồ á hả? Dạ tiền đi chợ đồ á chứ còn tiền nước tháng này năm mấy 60.000. À tiền điện nước là mỗi tháng là có năm mấy 60.000 thôi. Dạ, dạ. Vậy là hai anh em sẽ là không có xem tivi hay là có gì hết? Có cho tivi. Dạ, có tivi để cho ông anh cùng coi. Có được cái tivi. Dạ. Hồi ấy dì bọn đi bán dây số thì mua cho tivi đó cho nên dì. Dạ. Rồi khi mà ba mẹ qua đời như vậy á thì lúc đó hai anh em có nghĩ rằng là mình sẽ sống như thế nào không? Dạ cái đó thì ở đâu hay tại đó chứ giờ biết sao bây giờ thì giờ ông bà bệnh đi mất rồi thôi mình cũng phải chịu chứ mình cũng phải cố gắng thôi chứ giờ sao phải cố gắng lo cho anh thôi chứ giờ sao bây giờ thì mình cũng đâu có muốn đâu. À anh tên gì ta? Dạ tên Đợ. Tên là Đợ sư Đợ. À là Đệ. Dạ đúng rồi. Nó là Đờ. Trời ơi ấy là anh trai tên là Đờ. Dạ. Mình tên là Đợ. Đờ là đờ ơ đơ hay là đờ đờ ơ méo nè hiền đờ à em, đờ là giống như là số đờ đó phải không? Dạ. Vậy là tên là đờ. Dạ. Với lại đệ. Dạ đúng rồi. À. À hai anh em á hình như là có mắc bệnh đúng không? Dạ. Ý là anh có mắc bệnh đúng không? Dạ. Thì hồi xưa là bác sĩ nói anh bệnh gì?
Dạ, ông chỉ cảm rồi ấy, nên nay đi Đà Nẵng rồi là ông yếu á, cảm rồi nên không có dám đi bán số ở nhà. Vậy là hồi xưa đi bán vé số hả? Dạ. Ồ, vậy là hồi xưa bán vé số là ai sẽ đi bán vé số trong hai anh em á? Đẩy ông đi. Là anh đẩy ảnh đi? Dạ. Đấy, bệnh nhiều khi bây giờ đi không được. Trời đất ơi. Nắng này là nó mệt mà la. Vậy là bố mẹ đẻ là chỉ có hai anh em thôi? Dạ đúng rồi, có hai anh em à. Là trong số ba với mẹ là hai người là đều là bình thường hết, không có bệnh, không có bệnh tật gì hết. Dạ bệnh chứ. Có bệnh hả? Dạ có bệnh mới mất chứ. Mẹ nó bị phổi. Mẹ bị phổi. Mẹ bị phổi với tim. Cha bị ung thư bao tử. Ừ, cha thì lại ung thư. Ảnh có biết nói chuyện không? Anh có nói được không? Dạ không, nói không được. Mình chỉ nói, ông nghe, ông về chỗ cho mình. Có nghĩa rằng là mình nói thì anh biết. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh trả lời lại không được. Dạ đúng rồi. Dạ. Nằm mơ gặp mẹ. Có nằm mơ hả? Con nằm mơ gặp sao gặp vậy? À. Anh đông vậy giờ làm sao ạ? Anh em mô tả, anh em mô tả. Bước đeo mẹ vô làm sao? Bước đeo mẹ vô là vuốt cái đeo này. À. Đeo mẹ vô là vuốt cái đeo. Phu nó là thằng này nằm khớn bên là tổng, nó ký mẹ nó. Ký ra là cô như mất. À, có nghĩa rằng là ảnh nằm mơ. Anh thấy mẹ về xoa đầu với lại hôn má. Má, hôn năm chỗ. Xong rồi ảnh giật đụng tay đụng người em. Đỡ, đụng cái thằng này đỡ cho nó giật, nó thấy vậy nó mẹ. Ai mà thấy vậy mất. À. Lúc mà anh gặp mẹ anh có sợ không? À không ha. Con gặp mẹ cảm ơn không? Trời. Thấy hôm nay tới mang tặng quà cho hai anh em mà thấy anh mừng. Mừng sao? Mừng vô tay. À. Cảm ơn. Con cảm ơn sao? Dạ, cảm ơn là dạ chứ con không biết nói sao. Thương quá ha. Mừng cưng lên con tốt đó. Vậy là mỗi ngày mình đi chợ là mình sẽ mua những cái gì? Dạ, đi bữa mua cá, bữa mua thịt, thay đậu. À. Mua thay đậu cũng trong phạm vi đó là như 20 ngàn là 20 ngàn thôi. Có nghĩa rằng là mình quy định mặc định rồi là mình đi chợ là phải 20 ngàn. Dạ, đúng rồi. Là mình tới chợ mình thấy cái gì mà nó vừa tiền mình mua. Đúng rồi. À, hay ha. Có nghĩa rằng là vì cuộc sống khó khăn á, cho nên là có một cái suy nghĩ rằng là mình đi chợ là mình sẽ đi trong số tiền bao nhiêu đó thôi. Mình không thể nào đi hơn. Nếu mà đi hơn là mình sẽ thiếu tiền trong cái tháng đó. Dạ đúng rồi. À. Nếu mà thiếu tiền là lấy theo đắp vô, theo là làm cái gì đó. Dạ. Cực kìa. Rồi tối hai anh em ngủ chỗ nào? Cho thăm nhà xíu. Hai anh em ngủ chứ. À, hai anh em ngủ giường này hả? Dạ. Rồi còn cái giường bên này? Giường này đỡ khách đồ tới ngâu rồi vậy. Ủa vậy hả? Hay ha. Giường này là hai anh em ngủ chung? Dạ, đúng rồi. Còn bên này là khách tới là ngủ đây? Dạ. Dạ. Ủa là cái chỗ đó là cái chỗ cắt sữa đồ đó hả? Dạ. Sữa của anh đây hả? Sữa của anh. Cho em bịch được không? Ừ. Theo anh cho mà. Thôi cất lại cho anh. Bữa nay vui dạ. Bữa nay vui cho nên là cho đó. Dạ bữa nay vui là gật đầu ạ. À. Nhà mình có thờ ông địa thần tài rồi. Dạ. Dạ. Dạ 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 dạ. Ở đây ở quê mình hay có để cái trang thờ như gì quá ha, nằm ngay cái lối đi. Thường thì người ta ít khi người ta để trang thờ như thế này đó. Trang thờ là nhà nào cũng có là thờ mấy đứa mà để chết nhỏ á. Là thờ ở đây hả? Dạ, thờ chỗ cửa mất á, nhỏ. À, là thờ ở đây. Cho em xuống dưới tham quan nhà dạ, mình dạ. Xíu nghe. Dạ, 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 cứ tự nhiên. Dạ. Chiếc xe lăn hồi xưa đẩy anh đi đấy hả? Dạ. Đây là không gian nhà nè. Ui, à, cũng có thiết kế có cái giếng trời cho nó sáng ha. Giờ này sáng thì không là tấu. Cái phòng này là không có sử dụng nữa ha. Dạ không. Dạ. Tủ ở đâu rồi. Đây là không gian bếp của hai anh em. Có hai anh em lủi thủi với nhau gì đây ha trời. Phía sau có cái giếng.
cái nhà cầu, còn tắm, anh em tắm cái bên đây. Vậy là từ đó, từ lúc mà anh ốm tới nay là không có đi bán vé số nữa. Dạ đúng rồi. Mình nghỉ bán vé số bao lâu rồi? Dạ cũng gần năm. À, gần một năm nay là mình sử dụng cái tiền trợ cấp. Dạ. Chứ mình không có đi bán vé số nữa ha. Dạ. Có được hai anh em lủi thủi có nhau. Để hỏi chọc anh này. Đi đi chơi với em không? Vì sao mà không đi? Giờ lý do nào? Nói chỉ nói nào? Sao không đi? Chừng 2 đi không được. Em chở đi mà. Em chở đi. Không đi à? Anh ở nhà anh giữ nhà. À, sợ mất đồ đây ha. Mắt này. Rượt theo hả? Đây, đẩy theo, đập cái. Có nghĩa rằng là anh sợ mắt đồ tội ha. Chạy dâu bà cắt không? Chạy dâu bà cắt không? À, chạy dâu. Bữa có... Chạy gì? Biết đâu, bữa con cắt nhà cắt chạy dâu rồi mất tiêu ra, bà cắt đâu rồi. Bà tiêu không ra. Có chạy dâu gì đỡ trên nách cái này. À, có nghĩa rằng là dầu hả? À, thôi đưa lát nữa con tặng thêm một cái nữa. À, mà bác đưa cho ảnh đi rồi lát nữa con tặng thêm một hộp nữa nghe. À, cái này là để hai anh em thoa đi. Rồi xíu nữa là em đưa cho bác cho dì cái chai dầu khác. Cảm ơn anh. Có biết anh mở dầu không? Dạ biết ạ. À anh cảm ơn nè, thấy giỏi không? Trời thấy thương ha. Cái chai dầu này mở là anh phải đè xuống. Dạ. Chứ bình thường mở không có được. Đúng rồi. Có mình nhận xuống mình nhận ra. Đúng rồi, anh phải đè xuống mới mở được. Cho dòng miếng mà. Mình nhận xuống dạ. Mình nhận ra được chứ mình nhận thường này đâu ra đâu. Cảm ơn ơi. À. Thường hả? Mừng. Mừng không? Mừng sao? Mừng sao con chạy dốc. Mừng quen hôn. Vậy là trước đây á, là hai anh em phải đẩy xe lăn đi bán vé số. Cái nó la, cái nó nhào xuống, cái sợ. Dạ. Nó đổ nhào xuống trên cái đường, rồi không dám đi nữa. Vậy là gì ở cách đây xa không gì? Cách chỗ đeo sớm. Dạ. Chỗ công trao. À, dạ. Hôm nay đi chơi với em nghe. Để em trai ở nhà lại nghe. Thấy thương nha. Không đi. Muốn, muốn ở nhà với em. Họ ba nó bệnh, mẹ nó bệnh hay gì cũng đi nuôi nhà thương kia, nhà thương nọ để cho sắp nuôi em. Nhưng dạ. Sài Gòn cũng có, Tiêu Hoàng cũng có. Dạ. Thế cho cháu ừ, nó sắp, em nó sắp nuôi cháu cho nó bó quắc qua tàu. Cho nên dạ. Là đi đâu gì cũng xin tên bình thường, nuôi mấy năm trường. Rồi giờ Tết ra ngoài gì cũng phẳng nuôi. Dạ. Nuôi dẫn đi bán như số. Giờ nuôi hầu ở lương thế cả trăm tháng với mấy con à. Rồi mới lên dạ. Nè, mới lên nè, nên bà em em nè. Vậy là hồi đó là dì cũng đi bán vé số. Dẫn nó đi đỡ cái nào dẫn nó đi chứ còn thằng kia nó ấy rồi cái dẫn nó đi, dẫn thằng này đi bán vé số đỡ cái nuôi cháu. Dạ dạ. Hầu năm dì sau 8 tuổi sau, mới sau 7 nó đi năm sau 7, năm sau 6, năm 7, năm 8 cái gì bị tí vậy cái đây. Dạ. Cái đau khớp nữa đi không được ở nhà. Mà nay được 75 tuổi rồi, nay coi như bọn em mà 7-8 năm rồi, nghỉ đi 7-8 năm. Vậy thì trong cái quãng thời gian mà dì chăm hai người cháu của mình á, thì dì cảm thấy cái giai đoạn nào mà nó khó khăn nhất đối với dì? Thì bây giờ khó khăn thì cháu nó hay bệnh đau rồi mình còn bệnh đau mình đi không được, đau khớp nuôi cháu không được. Dạ. Thì ở nhà mà cũng ăn tiền tặng làm được không nhiêu thì ăn nhiêu, cũng có thì cũng thay đâu qua thì có thì ăn theo có, không theo không. Chứ bây giờ gì biết ở đâu mà có. Dạ. Vậy. Cho nên gì nó thiệt cái ghét con chứ cũng ráng nuôi cho mẹ nó xong. Đó là cho khối qua qua nữa. Ừ. Chứ nói chứ như chị dâu em chàng luôn khổ lắm. Chẳng qua gì không chăm con gì mới nuôi cháu được. Ừ. Mình dắt nhỏ nó được chứ còn nếu qua con là cháu không được con ạ. Vậy là cuộc đời của dì là từ xưa giờ không có chồng? Xưa giờ hồi nhỏ nhau không có chăm là con ơi dạy biết. Dạ. Hồi đó là có dì có một cái lời thề gì không mà tại sao là dì không có chồng? Nếu do nó cái số mẹ gì gần sao á. Dạ. Do nó cái túi ngày xanh tháng đi gì vậy.
gì thì cô thay rồi tạo gì là cái số mẹ nằm ở dưới gương gốc chân âm Phật vậy, thành ra không có chăm nói vậy. À, có nghĩa là thầy người ta coi gì á, người ta nói là số mẹ gì nằm ở cái dưới cái lư hương ngay chân âm Phật hả? Ừ, dưới âm Phật. À. Lần đầu tiên mình nghe luôn ha, thầy coi cũng ngộ ngộ ha. Cho nên là do gì hầu giờ cứ dạy nuôi đứa kia hết cái hầu nuôi đứa nọ giúp đỡ nó dạ. từ ngày mà gì sau 8 tuổi bắt đầu té cái bắt đầu cái đâu phải đi làm được mà đi cũng đâu được, nó đâu khớp nữa. Dạ. Thành ra cái cho nó cái đồng tiền nó cũng chi phí hết. Dạ. Sống dạ. Bác cháu. Anh trai, đây đây em hỏi thăm một xíu. Hai anh em sống với nhau gì á? Có bao giờ mà anh la anh không? Nhiều khi anh em buồn buồn là giỡn thôi, ông đi đâu ông quấn thôi chứ. Vậy hả? Gơ lắm ha. À. Anh quấn em gơ lắm ha. Em nấu tức mình lên là quấn chứ đâu có nghỉ. À vậy ha. Có nghĩa là lúc đó là không đâu có kiểm soát được bản thân mình đâu. Đúng rồi, không có kiểm soát được. Mình biết mà mình giỡn, mình chịu chưa? À, vậy hả? Này, dạ. Như chị Béo cứ chặt qua vậy cái thì anh thức mình anh quýnh lại một cái cho được, chứ cũng quýnh luôn không được là anh chịu không được. À mà sao em thấy là hai anh em giống nhau quá, hình như là răng, anh có vấn đề gì về sức khỏe và răng hả? Tại trước giờ bị sâu á. Hồi xưa giờ là có bao giờ mà anh đi khám sức khỏe chưa? À không đi khám gì luôn. Dạ. Ta đeo phải để đó chứ khám đồ chi khám yeah, là không có thời gian đâu đi. À là tới đâu hay tới đó cứ dạ. Không khám gì hết dạ. Đâu có dạ. đi khám ra thì tốn tiền, mà tiền là khám. Vậy thì trong cái giai đoạn ngắn này á thì anh có làm thêm cái công việc gì không? Dạ thì buổi sáng nó phụ làm một sen cho bà thím ăn sớm lãnh với bà kêu ra phụ làm đồ kiếm chục hai chục nữa. À vậy thì mình làm hạt sen là mình làm như thế nào ta? Dạ, bà lãnh với đầu bà gọt rồi mình tách cái vỏ xanh rồi mình chọt tim. À, mình tách cái vỏ xanh bên ngoài xong rồi mình chọt bỏ cái tim đi. Cho bà làm cái ấy trong xong rồi sạch ra rồi mình phụ chọt tim. À. À, gia đình thì được hai người con trai. À, nhưng mà bây giờ ba mẹ thì nối nhau ra đi. Để là hai anh em thôi. Dạ. Lúc đó là mình lúc đó mà ba mẹ đi rồi mình có bị sốc không? Dạ cũng có chứ. Cũng có chứ không có. Ừ. Bị sốc ha. Dạ, mẹ đi rồi còn đỡ lại anh em mà còn mẹ đi còn cha đi nữa. À là mẹ đi trước. Dạ đúng rồi, mẹ đi trước, còn cha đi nữa. À. Cũng ráng chịu vậy ra sao? Ta sắp cũng ráng chịu đựng như ra sập. Ừ. Đi làm hạt sen là ngày được khoảng có mười mấy hai chục ngàn thôi. Dạ, được 1 ký. Phụ làm 1 ký. À, làm được 1 ký. Dạ. Xong rồi phải về lo cho anh hả? Dạ. Rồi làm vé mua đồ rồi về nấu cơm nấu nước anh em ăn. Có bao giờ mà mình đi mua đồ mà người ta thấy thương quá người ta cho luôn không? Dạ cũng có. À. Để cho nhờ bà con không xích sớm này. Người ta cho hộp vô cái canh ha, cái nấu canh cháo ha, đem dỗ, người ta bưng tới người cho con à. Dạ. Hồi đấy, nhờ đấy, cho nói cho cái ngày 20 đâu có đủ tiếng này con. Dạ. Nấu ăn sáng là cũng hết hai em cũng hết 10 ngày, mười mấy ngày rồi. Vậy thì hồi là căn nhà này bỏ hoang trong bao nhiêu năm gì? Chắc khoảng 5-6 năm vậy. Trời đất ơi. Cho nên ai cũng nói ở đây là nó nhà đi ma không mà gì giờ gì ở với nó. Dạ. À bốn phía của nó nhà đi ma. Ma mà gì giờ gì ở sao không thấy hả? Thì mình thạch nhang khói đâu mà thấy. Có nghĩa là bỏ hoang 5-6 năm thì bà con ở đây nói rằng là nhà này là có ma. Mà bà con chia sẻ như vậy thì có cái kiểm chứng gì không? Hay là có ai thấy cái gì hay nghe cái gì không? Mà tại sao người ta nói như vậy? Thấy nói nha, cả ma gì còn nói mà người ta tưởng tượng vậy cho còn như mình. Có hả gì? Con này bằng bên. Gì kể con nghe gì? Gì qua đây gì kể con nghe nữa coi. Vậy là chắc là gì nhẹ vía này. Thì xếp này gì? Chạy cũng thấy em ở trên TV họ cái đợt em dạ. Đi cái gì mà quay cái chỗ nào thì kẹp đát ấy. À dạ. Lúc mà kẹp đát mày đồ ăn đát thì bác khác không? Ta cũng thêm. Bây giờ mình bỏ cái chuyện nó qua bên nha gì. Ý là gì? Cái dãy này hờ đây là một dãy dúi. Dúi à? Dúi á, một dãy dúi á. Cái bụi to dãy á. Rồi anh em nó nằm ở nhà này nó nằm trên cái võng.
Dạ. Cái chiều chiều sẫm sẫm vậy, cái tối tối cái lưng vậy á. Còn tối lại là ở ngoài xuôi hè là có mấy bụi tre á. Dạ. Nó ra nó mệt cái gì, nó ra nó bữa nó thấy trong bụi tre cái mặt mà bự thì bự mà đã chết. Ai thấy? Thằng đây nè. Ủa, nó thấy có thấy hả? Cường nó luôn. Ở đây ai lẫn không gặp. Có nghĩa rằng là cậu nhà cũng thấy luôn. Thấy luôn hả? Dạ thấy luôn. Rồi à. Người ta đi quan lại thì cũng thấy ba nó vậy là mẹ nó rồi vậy à, cũng chống gậy cũng cái dòng linh ấy. Về cũng ngờ đã thăm. Có nghĩa là hàng xóm đi ngang qua dùng vô nhà thấy. Bà nãy ngồi đây bà cũng thấy. Cô cũng thấy nữa hả? Thấy hết rồi. Rồi có một bà tóc bạc nữa mà dẫn bay cu nít nữa. À thế à? Ừ. Vậy là chứng tỏ rằng là không phải một người mà là nhiều người gặp. Mà nhờ y như là nó đúng năm đúng tháng ấy, rồi nó mãn xong y như là nó mãn của người ta sao người ta đi. Bà gì vậy nè, bà gì à, rồi cúng kính thờ phụng và bắt đầu là thắp nhang đồ rồi. Là đỡ rồi ha. Cho nó đâu gặp thấy thứ gì. Mà thấy nhiều khi á. Nghe bố nhà tao là hàng rào nè, nhà chị hàng rào đây. Yeah. Mà nó nằm nó thấy ấy, là nó chỉ ôm cái mền là nó phóng qua bên kia hàng rào đi, nó qua nhà chị nó ngủ. Ủa gì hả? Ừ. Còn đây là ở với bà dì ở trên kia. Có nghĩa là ngủ một mình thấy. Thấy hết à. Ghê ha. Đâu thằng đây nó cũng về, nó cũng thấy mẹ nó về thăm nó rồi. Vỗ vỗ mấy cái đầu rồi hung nó nữa mà. Anh ơi. Ừ. Vậy là anh. Ý hồi em cũng thấy hay sao thấy hay. Thấy nằm trên võng cũng thấy ra bụi tre rồi cũng thấy. Ý là hồi anh sống một mình ở đây hả? Lâu lâu giờ ngủ nhà cửa gì đâu. Rồi anh hồi đó anh về anh ngủ thì anh thấy cái gì anh kể em nghe thử. Cỡ đẩy bà hai cũng cỡ thôi mà thấy bụi tre ở ngoài vậy, mình nằm chỗ võng này nè mình cũng thấy. Ý là hồi đó là anh thấy cái gì? Nói chung là thì thấy nhìn mà chê cái thấy đâu chứ. Thấy cũng người to vậy chứ gì đâu. Dạ yeah, thấy người to hả? Dạ. Yeah. Là bụi tre hả? Dạ. Yeah. Nó người to khổng lồ. Ghê thế à? To là to như thế nào anh? To lắm. Hơn cao. Là cái khuôn mặt với hình dáng như thế nào? Mình không có thấy rõ được, mình thì thấy nó to lên. Có nghĩa là cao quá mình rồi. Dạ đúng rồi. Ở lúc mày ngồi mày học mày mửa vậy đó, cái mặt là chép mà cừ lại đó. Ghê thế. Có luôn anh. Ghê ha. Chị đồng giống này đã thấy người cửa sổ này. Nói chung mà nay cũng bớt không bên giờ nữa người ta đi rồi. Vậy là hồi lúc mà căn nhà mình để hoang mấy năm á. Dạ, là rồi. Khi lâu lâu mình về mình ngủ là mình thấy những phần là bỏ lâu rồi mình vô lạnh nữa mình thấy gì đâu à mình vậy thấy. Ở đi năm dạ. Thôi mà nói chứ có gì hả mà chị mà muốn về mà xin cái đồng ông hạ tìm cái cây bông cây đồng bông măng dòi á dạ. Để chị diện nấu chua là chị bỏ dép ở đây đây mà mót ở giữa ta cái cửa này xương sống cái rách rắc 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 ở đợi dưới nhà bếp ấy. Dạ. Thôi mày xuống mày lấy một mang về nấu canh chua với cá ngát. Tính đỡ thằng đó ở trên đó mà nó xuống cái nó đã vô nó không nhìn nói mẹ nó cái tóc dạ. Chua vào đâu. Khỏi ăn không? Đỡ gì mà cứ vô cái nụ xương sống gì mà nó lạnh rắc. Vô thì lạnh. Không có phải một mình chị. Nhà bỏ nó quen nè, thứ năm sau năm lận. Dạ. Mà bây giờ bớt không? Dạ. Giờ đây gì ớ rồi nên... Là mình nhan khó rồi nhan là không sao rồi. Dạ. Mà gì cũng không nằm, nó thấy cái thứ gì vậy. Dạ, dạ. Vậy thì á, cái những cái lần mà mình thấy như vậy á, thì cái lần nào mà anh cảm thấy sợ nhất? Lần sợ nhất là ở ngoài đó đó, mệt người bị trúng gió đó, mưa thấy lần đó tôi sợ lần đó thôi chứ. Là cái lúc mà anh bị trúng gió là anh thấy cái lúc đó là anh thấy cái gì? Chạy ra qua đó ôi mưa thấy đã chết. Cười đó hả? Dạ. Cười hả? Bắt không là chạy vô nha. Ủa ghê trời. Không, đây là cái nhà trường. Ủa đây? Đặt trường. Đây. Đây là trường nhà nước cho. Trường học à? Dạ, trường nhà nước cho đó. Cho nên mỗi lần chết đeo dân làng là có cái bằng lược đêm đêm vào đỡ xuống hè này. Chiêu hơn rồi cũng đóng ở đây cắt. Là để trong cái trường này? Ờ.
đỡ trong mấy trường đấy. Sau này đập phế ra, hồi đó không có trường học, đập phế hồi, hồi đây anh được ký hay không với em? Dạ, dạ. Ký không à? Rồi người ta cứ ngủ ở trong đây, mà nhờ cái trận mà ông bên hóc bên nhà này, à. Ông ung khối á, dạ. Ông cào rác ung khối mà một dãy treo ở đây à, là mấy bẻ thương ở quẩy. Mà từ cái ngày mà nó cháy cái mấy cái bụi tre tròn lối gì đó chết tròn giờ đây nó cháy hết mấy cái bè mấy cái bụi đây rồi vô nhà không còn còn nữa là thằng sâu nó không ở nhà thôi tôi vô đập sợ đập sợ luôn á công nhận yên bài luôn rồi không ai còn đâu nhà mà yên bài luôn mà tôi nói thiệt luôn á tớ thằng bên đây tao phải tìm cái thau cái bô đồ vô nhà nó đi tiểu mà tiểu là vậy á nói chung là à, hàng xóm thấy nè, rồi à, con trai trong nhà thấy, nhưng mà riêng gì thì chưa. Dạ. Mỗi người có cái tiếng tình là khác. Cả dạ không phải, bởi vì là do là cái tần số, cái tần số của bà dì khác. Cái tần số của dì khác thì mới ớ được, chứ không làm thấy vậy, tao ai dám ớ. Nếu mà thấy bà dì, chắc bà dì bỏ nhà đi rồi. Chắc cũng khiến sao cho bà dì khỏi thấy đó. Cái mẹ của dì nó lớn. Con trai của dì cũng vậy, nó ở trong thật nhà hàng, nó ra ngoài chỗ đây nè, nhà chị cũng ở đây, đằng đó mẹ bên đây là thấy luôn. Trời. Nó đuối thì tiểu ra, nó thấy phải, nó đi vô mà không có kịp thở luôn mà, không có kịp thở luôn á. Hả? Ừ. Mẹ bây giờ từ tầng nhiên mà nó có hai bước á. Cái này lâu, cái nhà cửa đồ nó hư hết, nó chặt hết. Dạ. Có bữa thì chị cũng nghe nó khỏe. Mày với mày ngủ như gì mà mày không có đóng cửa sổ lại nghe sao? Trời ơi nó chống lỏng rồi đó. Ngủ đi rồi, giờ hết không? Bữa nay mà bây giờ nha, ban đêm cho cô ngủ đây mình, cô dám ngủ không? Nhà trên nó bị ở ngoài đây mà tôi chưa có ngủ thì mình vô trong đó. Không, nó chưa xây cái vách qua tường, nó qua ngang qua vậy là nó đâu có dám qua, nó cứ nó sợ. Nó bị dám ngó qua. Không dám qua luôn. Nó không dám ngó qua. Mà gì vậy? Chồng chị là bộ đội. À. Bên đây là một cô một cúc liệt sĩ rồi vậy. Dạ dạ. Rồi coi như là đi bộ đội về là nhà nước cho cái ngăn ra cái lô đây là hai là ưu tiên lắm mới được. Dạ dạ dạ. Còn hai nữa là nó cho đi chỗ xe xuôi ở trong ở gần trung sớm. Dạ dạ dạ. Mà là mình làm hai năm nữa chị là không có đỡ ba cái kiềng chống cái đồ khiêu hồn nhưng mà không có. Mà bên cái chỗ cô giáo dạy học sau một cái khúc đổ bây giờ từ thầy sâu đây là đỡ ba cái thứ đấy. Ở đây ha, để chứa ở đây hết. Chứa ở đây hết, là nhà đây. À. Thôi dù cái trường này dù cái phá lên đây dạ. Hết rồi mình gắt lại nha. Thôi hôm nay ghé thăm hai anh em á thì cũng được sự giới thiệu của mấy anh chị đây nè. Thì tới thăm để tiếp sức cho hai anh em có được gạo với lại những cái lương thực, những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Thì trong tương lai sắp tới thì tụi em sẽ ghé thăm nữa. Chai dầu này thì để hai anh em thoa đi. Rồi dì lát nữa con ra con lấy tặng cho dì thêm một chai dầu khác đó nha. Bữa sau á, bữa sau cái gì tụi em ghé nha. Dạ dạ. Ngày hôm nay thì tặng cho hai anh em cái này cất để dành sử dụng nha. Dạ. Em đi nha. Ừ. Bye bye, bye bye. Dạ chứ. Bye bye. Bye bye. Yeah. Giỏi. Thôi em đi nha, bữa nào dạ, em ghé. Cảm ơn anh chị. Dạ. Dì là con đưa chai dầu. Khi mà ghé thăm hai anh em á thì mọi người nghe cái câu chuyện mà những cô hàng xóm nói về căn nhà thì cũng đủ hiểu rằng là trước kia là căn nhà nó đáng sợ như thế nào đối với bà con ở xung quanh căn nhà ấy. Và chính người con trai ở trong nhà cũng đã thấy rất là nhiều lần những cái hiện tượng về tâm linh mà cũng có thật sự là khó lý giải. Đôi khi bây giờ nói ra thì chắc có lẽ rằng là trong số mọi người sẽ nói rằng là mê tín hay là như thế nào đó. Nhưng mà câu chuyện này thì được rất là nhiều người chia sẻ lại và mình chỉ là người đi tìm hiểu cái câu chuyện và giúp đỡ hai anh em thôi. Thì nếu mà cả nhà xem cái video này mà có ý kiến gì về gia đình cũng như rằng là phong thủy trong nhà như thế nào thì hãy để lại bình luận nha. Và nếu mà cả nhà xem thì đừng quên là đăng ký kênh của Nhân để đón chờ những cái video mới. Và trong tương lai thì Nhân ghé Nhân thăm lại hai anh em rồi sẽ chia sẻ tiếp cái câu chuyện về gia đình. Thì video này kết thúc và mọi người xem đừng quên đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.